Đơn hàng hai món của bạn Gia Hân đến từ Bình Thuận. Đầu tiên là tủ nhựa đa năng 9 ô có kim tiết cơ. Tiếp theo là kim cài ba lô thú bông. Liam cảm ơn bạn Gia Hân đến từ Bình Thuận đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 108k cả ship. Đơn hàng 8 món của bạn Thị Sái đến từ Bắc Cạn. Đầu tiên là sticker cục tấm lớn. Tiếp theo là set 3 cái bút mạc. Set 8 tấm sticker gấu thỏ bét. Cuộn tem 500 miếng. Set 20 tấm sticker lẻ số lượng 3. Hộp 40 miếng sticker rời thố số lượng 2. Miếng lót chuột hình gấu. Và cuối cùng là bút dạ một hộp 6 cây 12 màu. Liam cảm ơn bạn Thị Sái đến từ Bắc Cạn đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 159k cả ship. Đơn hàng nhiều món của bạn Thúy An đến từ Đà Nẵng. Đầu tiên là băng cá nhân Ugo. Tiếp theo là giấy nốt thố có 4 kích cỡ 100 tờ. Set 3 tấm thời có biểu. Set giấy nốt 70 tờ kèm bút. Hộp 20 miếng băng cá nhân. Hộp Quasitab sticker dài 2m2. Sách DIY. Hộp 100 tấm sticker lấp lánh. Sổ sticker Liam hết rồi ha, Liam gửi tiền lại cho bạn nha. Liam cảm ơn bạn Thúy An đến từ Đà Nẵng đã ủng hộ shop Liam nha. Đơn của bạn đã thanh toán trước rồi ha. Đơn hàng 5 món của bạn Yến Kim đến từ An Giang. Đầu tiên là set 100 tờ giấy nốt. Tiếp theo là giấy nốt kèm dụng cụ cắt. Giấy nốt hộp sữa 200 tờ. Hộp tem waxi sticker dài 2m2. Và cuối cùng là hộp 100 tấm sticker. Liam có món quà nhỏ gửi tặng cho bạn Yến Kim. Liam cảm ơn bạn Yến Kim đến từ An Giang đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 126k cả ship. Đơn hàng 4 món của bạn Thanh Thủy đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là bút xóa kéo loại trong vỉ. Tiếp theo là túi bóng kính trong suốt giám miệng 50 cái. Túi đựng bài kiểm tra số lượng 2. Và cuối cùng là đồ bấm lỗ mini. Liam cảm ơn bạn Thanh Thủy đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 102k cả ship. Đơn hàng 2 món của bạn Hồng An đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là set làm móc khóa DIY, bên trong có kem keo, sam và sticker. Tiếp theo là tủ mini 3 tầng có chỗ cắm bút tiện lợi. Liam cảm ơn bạn Hồng An đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 101k cả ship. Đơn hàng 5 món của bạn Truyền đến từ Bến Tre. Đầu tiên là một cái top loader phá sale 2 mặt. Tiếp theo là set lẻ 28 sticker trộn mẫu. Hộp 50 sticker rời. Túi bóng kính trong suốt dán miệng 50 cái. Và cuối cùng là cuộn tem 500 miếng. Liam cảm ơn bạn Truyền đến từ Bến Tre đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 87k cả ship. Đơn hàng 5 món của bạn Tân Hợp đến từ Đồng Tháp. Đầu tiên là cuộn sticker gấu dâu. Tiếp theo là sticker lẻ 28 trộn mẫu. Set 4 tấm sticker nhũ các sẵn. Cuộn washi tháp chấm bi. Và cuối cùng là sổ sticker cuộc sống bé gái số lượng 2.
Liam cảm ơn bạn Tân Hợp đến từ Đồng Tháp đảm hộ shop Liam nha. Tổng đơn 111k kẻ ship. Đơn hàng 2 món của bạn Ngọc Quỳnh đến từ Vũng Tàu. Đầu tiên là hộp Lomo cạp Blackpink 92 món. Tiếp theo là hộp 420 món Blackpink. Liam cảm ơn bạn Ngọc Quỳnh đến từ Vũng Tàu đảm hộ shop Liam nha. Đơn của bạn đã thanh toán trước rồi ha. Đơn hàng 3 set 100 tờ giấy gấp hạt của bạn Hương Giang đến từ Quảng Ninh. Liam cảm ơn bạn Hương Giang đến từ Quảng Ninh đảm hộ shop Liam nha. Tổng đơn 63k kẻ ship.